Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Java Siluzo, một mẫu xe mang thương hiệu của Ý, được trang bị cặp bánh cao bảng, Mayobi vòng cuối lỗ và trang bị bộ chuyển động Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm. Nước sơn và đồ đạc của xe thì vẫn còn là nguyên bản. Nước sơn thì còn rất là đẹp. Chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng. Cộng với cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Trang bị bộ tay lắc Shimano Sora. Vành cao bảng DK lốp 700C của Kenda. Càng xe là càng carbon. Trang bị đùi đĩa trục rỗng với cả bộ chuyển động Shimano Sora. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bạn em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bạn ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Bi vòng cuối lỗ, may sau bi vòng cuối lỗ. Bây giờ em sẽ vào đo size cũng như là test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe thì tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 51-52cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác khoảng từ 1m6 đến trên 1m7 thì chiếc xe là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Đấy, bấm phát nào ăn cho thấy. Chiếc xe đang có giá bán vô cùng là hợp lý, bên em là 9,2 triệu. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, có cái ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của anh em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.